Clip này lên bộ vàng Kenwood K700 đánh cái cặp loa K521 nha mọi người. Bộ này thì hoạt động full chức năng. Và giá 2 triệu 3 nha mọi người, chỉ có âm ly và loa nha. Và con này thì mọi thứ đều chỉnh trên đây hết mọi người, nên là cũng không cần phải có khiển đâu. Bass strap đồ chỉnh trên đầu hết nha mọi người. Nè, bass này. Đó, strap nè, thấy không? Đầy đủ chức năng hết, input selector rồi. Có đèn rất là đẹp. Và con này chơi được CD, MD. Rồi phía sau mọi người cắm line in, rồi phono mọi người, và cũng như là có chơi giải mã optical in mọi người, giải mã nhạc TV rất là hay. Và con này made in Malaysia nha, loa cũng made in Malaysia luôn mọi người, hàng rất là chất lượng luôn. Bộ này chất âm hay lắm người, rất là sạch sẽ. Chơi CD tốt mọi người và mọi chức năng đều tốt luôn. CD nó hơi kêu chút nhưng mà không ảnh hưởng người, play là nghe tiếng là hết rồi. Rồi đó mọi người, bộ này 2 triệu 3 nha mọi người, 2 triệu 3 full chức năng. Loa thì tuyến còn đẹp mọi người, chỉ có cứng nhẹ đây chút xíu à. Nói chung cũng không đến nỗi lắm đâu. Mọi nghe ngon bổ rẻ mọi người, dòng này chất âm hay lắm. Rồi mọi người có nhu cầu mua bộ này liên hệ mình nha, có một bộ mà. Có một bộ thôi mọi người. Những này giống như là mình đang sale, mình clear kho mọi người. Giá rất là tốt.